Chào các bạn. Phong lan có khả năng giữ hoa trên cành trong nhiều tháng. Để loài hoa này giữ được hoa trên cành lâu hơn, mầm hoa phát triển khỏe mạnh, những bông hoa rực rỡ đậm màu, cây phát triển xanh tươi tốt, bền vững. Chúng ta hãy đặt ở những nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp lên những chiếc lá. Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm, giúp cây trao đổi chất, tạo điều kiện hấp thụ phân bón được dễ dàng hơn. Các bạn nên sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin nhóm B và các khoáng chất khác như là phốt pho, kali, canxi. Chúng ta dùng 5 thìa gạo. Cho vào nửa lít nước ở nhiệt độ phòng. Đây là một hỗn hợp dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan và các loại cây trồng khác. Các bạn hãy lọc lấy nước. Sau đó chúng ta sẽ cung cấp thức ăn dạng lỏng này cho cây. Các bạn nên áp dụng 14 ngày một lần. Chúng ta nên thực hiện vào buổi sáng sớm và chiều mát, không áp dụng vào ban đêm. Có chứa rất nhiều kali, sẽ thúc đẩy sự phát triển của những mầm hoa rất nhanh. Các bạn có thể xen kẽ với các loại thức ăn dạng lỏng khác. Chúng ta cần phải để như thế này trong khoảng thời gian 30 phút hoặc 1 giờ để những dưỡng chất này sẽ được bộ rễ hấp thụ dễ dàng hơn. Và cách làm này sẽ thúc đẩy các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển rất nhanh. Sau 1 giờ, các bạn hãy lấy chậu cây ra. Dùng sữa tươi không đường, sử dụng 50ml. Và 150ml nước. Sau đó chúng ta sẽ chăm sóc cho những chiếc lá này. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Những chiếc lá sẽ được cung cấp đầy đủ những vitamin và dưỡng chất. Trong sữa có tính kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho những chiếc lá không bị nấm, rất hiệu quả. Khi những chiếc lá được làm sạch, cũng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây được dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp cho lá luôn xanh tươi, khỏe mạnh. Và sự kết hợp này sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng rất bền vững cho những cây hoa lan của chúng ta. Những chiếc lá non phát triển rất mạnh,
Vì trong gạo có chứa nitơ nên những chiếc lá luôn xanh và được cung cấp những dưỡng chất từ sữa. Nên các bạn áp dụng cách này sẽ thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây diễn ra rất nhanh. Với những cây đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, khi các bạn áp dụng cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá có màu xanh rất đậm, cây luôn khỏe mạnh. Với những cây đang kém phát triển, có những chiếc lá ở gần gốc bị vàng, các bạn hãy loại bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Cắt bỏ những rễ bị hư. Sau đó chúng ta dùng nước sữa này chăm sóc cho những chiếc lá. Cách làm này sẽ giúp cho cây được xanh tươi và phát triển khỏe mạnh trở lại rất nhanh. Và cũng là cách giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phục hồi rất khỏe mạnh. Sau đó hãy sử dụng một thìa sữa này cho vào nửa lít nước. Các bạn hãy cung cấp thức ăn dạng lỏng này cho cây 14 ngày một lần, sẽ giúp cho bộ rễ được khỏe mạnh hơn, cây của chúng ta phục hồi và phát triển được bền vững. Hy vọng với phương pháp này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta luôn có được nhiều cây hoa phong lan, phát triển được nhiều hoa. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa phong lan tại nhà.